Xin chào anh em và chào mừng tất cả anh em đã đến với Laptop Gốc Việt. Ngày hôm nay thì chắc chắn rồi, chúng ta sẽ tiếp nối phần 2 giới thiệu cho anh em những cái chiếc laptop đến từ hãng sản xuất MSI và đã được giới thiệu trong sự kiện CES 2024. Và sắp tới đây thì nó sẽ được về Việt Nam, hay cụ thể là sẽ về đến công ty của mình. Thì mình sẽ trên tay dành cho anh em chi tiết từng chiếc một nhá. Ok, bắt đầu clip thôi. Ở phân khúc tiếp theo mà mình muốn giới thiệu cho anh em, nó sẽ là những chiếc laptop cực kỳ mạnh mẽ và có cái hiệu quả làm việc rất cao. Và đây sẽ là những chiếc laptop mà mình đánh giá nó thiên về cái việc chúng ta làm việc nhiều hơn. Tên của các em nó thì sẽ là Prestige 16 AI này, Prestige 14 AI và Prestige 13 AI. Nói chung là dòng Prestige đến từ nhà MSI. Dòng Prestige AI mới chính thức xuất hiện mang theo sức mạnh của vi xử lý Intel Core Ultra mới. Đi đầu nó sẽ là mẫu Prestige 16 AI siêu nhẹ, có trọng lượng chỉ là 1,5 kg, với thân máy làm từ hợp kim nhôm magie. Chiếc laptop này có viên pin cực lớn là 99,9 Wh, cho thời lượng pin ấn tượng lên tới là 19 tiếng. Prestige 14 AI tiếp tục sử dụng phong cách gọn gàng mạnh mẽ với viên pin dung lượng lớn nhất trong phân khúc màn hình 14 inch 90 Wh. Cả hai phiên bản 16 inch và 14 inch này đều hỗ trợ chuẩn sạc nhanh BD3.1 140W để đáp ứng cả ngày dài làm việc. Đặt chứng nhận là Intel Evo và NVIDIA Studio. Dòng Prestige 16 AI và Prestige 14 AI là sự hội tụ của hiệu năng mạnh mẽ và thiết kế siêu gọn nhẹ. Tích hợp GPU sẽ là RTX 4000 series, cho nên là dòng laptop này nó sẽ có một cái tốc độ xử lý xuất sắc với các tác vụ sáng tạo. Chiếc Prestige 13 AI Evo có sức mạnh đầy ấn tượng trong thân máy siêu nhẹ 990g, sở hữu viên pin dung lượng là 75 Wh, lớn hơn lên tới là 50% so với các đối thủ cùng phân khúc. Prestige 16 AI và Prestige 13 AI Evo có tùy chọn màn hình là OLED tỷ lệ 16:10, độ phủ màu đạt chuẩn 100% DCI-P3 cho chất lượng hiển thị tuyệt vời. Và đối với những cái dòng laptop Prestige này thì mình có một cái đánh giá, đấy chính là đây sẽ là một trong những cái mẫu laptop cực kỳ đáng sở hữu ở năm 2024 này. Bởi vì sao? Bởi vì ở năm 2024 này thì mình có một cái nhận xét hay là có một cái dự đoán, đấy chính là mọi người sẽ không mua một cái chiếc laptop nó thiên hướng về cái việc là chỉ chơi game hay là chỉ làm việc. Và bởi vì là có rất nhiều người đang làm cả hai cái tác vụ đấy cùng một lúc, thì rõ ràng em Prestige hay cụ thể là dòng Prestige 16 AI này nó sẽ là một trong những cái chiếc laptop cực kỳ đáng sở hữu. Bởi vì nhá, em có thể ý này, nó hỗ trợ rất tốt cho anh em trong quá trình vận chuyển, di chuyển, và chúng ta có thể làm việc ở mọi lúc, mọi nơi với một chiếc laptop chỉ là 1,5 kg mà thôi. Viên pin thì cũng cực kỳ khủng, anh em có cái mức viên pin là 99,9 Wh, thì rõ ràng là nó đủ để cho anh em làm việc trong một khoảng thời gian rất dài. Ngoài ra nhá, anh em muốn chơi game đúng không? Thì rõ ràng là con cạc màn hình RTX 4000 series nó hoàn toàn có thể cân được mọi game ở thời điểm hiện tại. Có chăng phần tản nhiệt sẽ là một cái khiến ngăn chặn cho anh em chơi những tựa game nặng, hay là nó sẽ làm cho giảm hiệu năng của những tựa game AAA, hay có thể là những cái tựa game mà bom tấn đi, thì có lẽ là chơi trên những chiếc laptop này nó có vẻ không hợp lý. Nhưng mà riêng đối với những cái tựa game như là Liên Minh Huyền Thoại, những tựa game eSports như CSGO, FIFA, thì rõ ràng đây là một chiếc laptop support rất tốt cho anh em về những cái vấn đề đấy. Vậy nên mình suy nghĩ là ở thời điểm hiện tại hay có thể là năm 2024, rõ ràng những cái mẫu laptop kiểu dạng như này nó sẽ trở nên nhiều chuộng. Và bởi vì là xu hướng của bây giờ nhá, người dùng sẽ thích những mẫu laptop mỏng nhẹ này, có màn hình lớn này, viền mỏng, thì những em này có những cái mẫu thiết kế cực kỳ giống như vậy, thì rõ ràng nó sẽ là những trong những cái lựa chọn mà đáng mua nhất ở thời điểm hiện tại luôn. Rồi, đến với phân khúc thứ hai mà mình muốn giới thiệu cho anh em, nó chính là laptop dành cho những nhà sáng tạo, hay gọi cụ thể là content creator giống như mình. MSI cũng cập nhật dòng laptop sáng tạo nội dung của hãng với các mẫu như là Creator Z17HX Studio, Creator 16 AI Studio, Creator 14 và Creator M16HX mới. Chiếc Creator Z17HX Studio có hệ thống tản nhiệt buồng hơi, cũng chính là mẫu laptop mạnh mẽ nhất trong giải sản phẩm mới. Chiếc Creator 16 AI Studio hoàn toàn có màn hình là OLED tỷ lệ là 16:10, giúp tăng cường trải nghiệm hình ảnh. Nhờ đó mà các nhà sáng tạo nội dung có thể an tâm rằng sản phẩm của mình luôn có độ chính xác nhất về màu sắc, và cái độ tương phản của nó sẽ luôn là cao nhất. Có trọng lượng chỉ là chưa tới 2 kg, Creator 16 vẫn mang sức mạnh ấn tượng và là giải pháp hợp lý dành cho những người làm việc chuyên nghiệp đang tìm kiếm một mẫu laptop cơ động. Mở rộng thêm dòng sản phẩm sáng tạo nội dung của mình thì MSI cũng đã cho ra mắt chiếc Creator M14 và chiếc Creator M16HX. Hai mẫu máy này thì mang tới thêm nhiều sự lựa chọn cho nhà sáng tạo, tùy theo nhu cầu mà họ có thể tìm được chiếc máy phù hợp nhất cho bản thân. MSI thì vẫn đang không ngừng mở rộng dòng sản phẩm laptop của mình, tiếp tục thách thức mọi giới hạn và sức mạnh tiềm ẩn với vẻ thẩm mỹ. Với việc công bố các mẫu laptop hỗ trợ AI mới kết hợp với những tính năng độc quyền của hãng, MSI đã sẵn sàng bước tiến vào kỷ nguyên AI đầy hứa hẹn. Và đó sẽ là toàn bộ những cái mẫu laptop đến từ nhà sản xuất MSI và đã được giới thiệu tại sự kiện CES 2024 vừa rồi nhá. Còn liệu trong năm MSI có sản xuất ra cái mẫu laptop nào hay không thì mình chưa nói và mình cũng chưa biết.
Nhưng đến thời điểm hiện tại thì cái giải sản phẩm đến từ nhà sản xuất MSI, anh em có thể thấy là nó cực kỳ nhiều. Bản thân mình á, là một content creator, khi mà đọc đến những cái sản phẩm đến từ nhà MSI và dành cho content creator ấy, thì mình thấy nó khá là hay ho. Đặc biệt là những cái mẫu laptop có màn hình OLED này, rồi thì có độ chuẩn DCI-P3 là 100%. Rõ ràng nó support cho bản thân mình rất tốt về những công việc như thế. Và cấu hình của những em này thì càng ngày nó được nâng cấp lên càng nhiều rồi, mà nó thậm chí làm được nhiều việc hơn. Ở thời điểm mà 5 năm trước ấy, anh em mua cái laptop mà chuyên văn phòng ấy, thì rõ ràng chả ai nghĩ đến cái việc chúng ta chơi game cả. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại nhá, những mẫu laptop văn phòng còn có thể chơi được những tựa game eSports rất là mượt mà. Những tựa game AAA thì mình không nói. Nếu như những cái mẫu laptop văn phòng mà chơi được tựa game AAA thì có lẽ là gọi nó là laptop gaming rồi, chứ chả ai gọi nó là laptop văn phòng cả. Nhưng mà đây cũng là một cái tín hiệu đáng mừng, và đặc biệt là những cái mẫu laptop cũng đang hỗ trợ AI rất là tốt và rất là nhiều. Vậy nên là chúng ta hãy chờ đợi xem là liệu trong tương lai MSI hay là bất kỳ một hãng nào khác sẽ ra những mẫu laptop độc đáo như nào nữa. Và đến thời điểm hiện tại thì mình lại vô cùng hài lòng với những sản phẩm mà MSI đã giới thiệu tại CES 2024. Nó không khiến mình thất vọng như năm 2023, bởi vì năm 2023 thì cái điểm nổi bật của sản phẩm đến từ MSI nó không quá nhiều và mình cũng có vẻ là không thích cho lắm. Nhưng đến với năm nay thì đây sẽ là những giải sản phẩm cực kỳ hứa hẹn. Anh em thấy sao về những sản phẩm này? Hãy để lại ý kiến ở phần comment để cho mình biết nhé. Cảm ơn tất cả anh em đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở clip lần sau.